Dạy bé cách xử lý an toàn khi gặp chó dữ. Một ngày đẹp trời, bé Miu và các bạn học sinh nhỏ đang vui vẻ trên đường đi học về. Họ cười đùa, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ của mình. Đột nhiên, khi họ đi qua một con hẻm nhỏ, họ bắt gặp một chú chó lớn đang ngồi trước cổng. Chú chó có vẻ tức giận và sẵn sàng để lao vào bất cứ ai đến gần. Bé Miu và các bạn học sinh nhỏ hoảng sợ. Họ không biết phải làm gì khi gặp một chú chó dữ như vậy. Tuy nhiên, bé Miu nhớ rằng mình đã học được một số kỹ năng để xử lý an toàn khi gặp phải tình huống như vậy. Bé Miu nói, hãy bình tĩnh, bạn bè ơi, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Bé Miu tiếp tục, đầu tiên, chúng ta cần giữ bình tĩnh và không nên chạy hoặc kêu lớn. Chó dữ có thể cảm thấy sợ hãi và tấn công nếu chúng ta làm điều đó. Một bạn học sinh nhỏ nói, nhưng chú chó dữ đang nhìn chúng ta rất hung dữ. Bé Miu mỉm cười và trả lời, đúng vậy, nhưng chúng ta có thể giữ khoảng cách và không nên tiếp cận quá gần. Chúng ta cần giữ khoảng cách an toàn và không làm chú chó cảm thấy bị đe dọa. Bé Miu tiếp tục, cuối cùng, hãy nhớ rằng chúng ta cần tìm cách thoát khỏi tình huống này một cách an toàn nhất. Nếu có thể, chúng ta nên đi một đoạn đường khác hoặc nhờ sự giúp đỡ từ người lớn hoặc cảnh sát. Với sự tự tin và kỹ năng mà bé Miu đã hướng dẫn, các bạn học sinh nhỏ đã vượt qua được tình huống khó khăn với chú chó dữ một cách an toàn. Từ đó, họ đã hiểu được tầm quan trọng của việc bình tĩnh và biết cách xử lý an toàn khi gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Bé cùng Miu và các học sinh nhỏ xem lại các kỹ năng cần thiết khi gặp chó dữ nhé. 1. Giữ bình tĩnh. Khi gặp phải một chú chó dữ, việc giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất. Hãy nhắc bé rằng không nên hoảng sợ hoặc chạy thục mạng. Thay vào đó, bé nên cố gắng giữ bình tĩnh và không làm bất cứ điều gì có thể làm tăng thêm sự căng thẳng cho chú chó. 2. Đứng yên và không vùng vẫy. Khi chú chó dữ đang cảm thấy căng thẳng, hành động vùng vẫy hoặc đột ngột làm chuyển động có thể làm kích thích chú chó. Bé nên đứng yên, không vùng vẫy và không đưa tay ra. 3. Tìm cách đi xa. Nếu có thể, bé nên tìm cách đi xa chú chó dữ một cách an toàn nhất. Điều này có thể bao gồm việc đi qua khu vực khác hoặc nhờ sự giúp đỡ từ người lớn hoặc cảnh sát. 4. Sử dụng vật dụng xung quanh. Nếu bé đang ở gần một số vật dụng như cây gậy, túi xách hoặc xe đạp, hãy khuyến khích bé sử dụng chúng như một phần của phòng thủ. Bé có thể giơ cao vật dụng đó để tạo ra một vật cản giữa mình và chú chó dữ, tạo ra khoảng cách an toàn. 5. Tránh liếc mắt hoặc tiếp xúc mắt. Mắt là bộ phận quan trọng của chó để xác định cảm xúc và cảm nhận môi trường xung quanh. Tránh liếc mắt hoặc tiếp xúc mắt với chó dữ có thể giúp tránh làm chú chó cảm thấy đe dọa hoặc kích động hơn. 6. Nhờ sự giúp đỡ. Nếu bé cảm thấy không an toàn hoặc không thể xử lý tình huống một cách độc lập, hãy khuyến khích bé nhờ sự giúp đỡ từ người lớn hoặc cơ quan chức năng. Đừng ngần ngại gọi điện cho cảnh sát hoặc liên hệ với một người lớn trong khu vực để nhận sự hỗ trợ. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập Học Cùng Bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong Bé Học Tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là Chuyện Cổ Tích Mỗi Ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.